Dự báo dịp Tết Nguyên đán sắp tới và trong cả quý 1, thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng gần 20.000 vị trí việc làm, trong đó gần 3.000 vị trí là lao động thời vụ. Những vị trí này chủ yếu là vị trí giúp việc, gói quà, bán tại các chuỗi nhà hàng, siêu thị, hộ kinh doanh, giao hàng. Đặc biệt là nhiều hộ gia đình có nhu cầu tuyển lao động nữ để chăm sóc việc nhà, chăm sóc trẻ nhỏ và người già. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay số lượng công việc cần tuyển dụng thời vụ dịp Tết tăng so với năm ngoái. Số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tăng khoảng 15 đến 20 doanh nghiệp.